và đây là thời gian đã quá không cho phép hai đội tình hình đặc biệt. Như vậy là sau khi kết thúc lượt thi đấu thứ nhất, tỷ số ngày ra điểm số đang là 8-6 nghiêng về đôi trang phục xanh đôi Nam Châu của Quốc Bảo. Sau khi kết thúc trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu của ở Lào giải thanh niên giữa Nguyễn Duy Tùng của đội 6 gặp Tuấn Nguyễn của Liên Hồng. Đề nghị hai đôi thay trang phục để sau khi kết thúc trận này sẽ là chương trình thi đấu của ngày thứ hai. Hết thời gian nghỉ thứ nhất, chúng ta có thể để tiếp tục thi đấu ngày thứ hai. Để tiếp theo chương trình thi đấu, ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức ngày thi đấu.